những sự thật vô cùng đáng sợ về loài linh cẩu. Linh cẩu có lẽ là một trong những loài động vật bị ghét nhất trên thế giới, bởi nó thực chất là một loài động vật máu lạnh và tàn nhẫn vô cùng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sự thật đáng sợ về chúng mà ít có người biết. Khi bị cơn đói dày vò, những con linh cẩu sẽ không ngần ngại tấn công, ăn thịt đồng loại, thậm chí là những con non hoàn toàn không có sức phản kháng. Với lực cắn đạt 773 kg trên 1 cm², linh cẩu là một trong những loài vật có lực cắn mạnh nhất trên thế giới. Chúng thường dùng hàm răng cực khỏe của mình để nhai xương của con mồi. Những con linh cẩu cái phát triển vượt trội về kích thước hơn con đực. Chúng có tính chi phối trong đàn, ngoài ra cũng hoạt động tích cực hơn trong việc săn và cướp mồi. Linh cẩu cái có dương vật giả, thực ra chính là âm vật kéo dài, mục đích dùng để quan hệ đồng tính với những con cái khác, đi tiểu và sinh con. Nhiều con linh cẩu con đã bị chết ngạt khi được sinh bởi bộ phận này. Linh cẩu cái chỉ có 2 núm vú, vì vậy khi một lứa linh cẩu con ra đời, những con linh cẩu con sẽ phải đánh nhau tới chết với anh chị em mình để có thể bú sữa mẹ, cạnh tranh chiếm thức ăn từ mẹ. Linh cẩu là những sinh vật hoạt động ban đêm, nghĩa là khi không có ánh sáng thì chúng vẫn có thể săn mồi bình thường. Khả năng thích nghi của chúng cực cao, có thể sinh sống ở thảo nguyên, rừng, sa mạc hay đồi núi. Linh cẩu là một loài vật rất thông minh, thậm chí chúng còn được cho là thông minh hơn cả tinh tinh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng não bộ của linh cẩu rất phát triển, có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng. Một trong những âm thanh nguy hiểm nhất trong thế giới động vật hoang dã chính là tiếng cười chết chóc của linh cẩu. Linh cẩu chỉ cười để báo hiệu sự phấn khích khi tìm thấy thức ăn. Linh cẩu đực có thể trạng và hiệu suất cống hiến cho đàn thấp nhất sẽ bị buộc phải rời khỏi đàn khi chúng trưởng thành. Cuộc chiến để được gia nhập vào đàn mới thường khiến những con linh cẩu bị bỏ rơi chết thảm. Từ lâu linh cẩu đã bị gán cho cái mác là những kẻ hèn nhát, chuyên đi ăn xác thối. Nhưng thực tế chúng là động vật săn mồi mạnh mẽ, 95% thức ăn của linh cẩu là do chúng săn được. Chúng thậm chí còn giết và ăn thịt sư tử con, báo con và các loài săn mồi khác khi đàn đủ mạnh và đông thành viên. Một con linh cẩu trưởng thành hoàn toàn có thể xua đuổi một con báo ghê ba hoặc báo đốm để cướp mồi. Linh cẩu có nghi lễ chúc mừng ghê rợn khi mà tất cả linh cẩu đực và cái đều rơi vào trạng thái cương cứng. Ngoại hình khá giống loài chó và trong tên cũng có một chữ cẩu, nhưng thực chất loài động vật này có ít di truyền liên quan đến chó. Chúng có quan hệ gần gũi với loài mèo hơn. Linh cẩu không chỉ mang tiếng ác vào ngày nay, thời xưa danh tiếng của chúng đã có trong những câu chuyện thần thoại. Chúng được cho là vật cưỡi của phù thủy, tham gia cướp mộ chiếm xác, săn giết trẻ em, vật nuôi. Dẫu sao thì linh cẩu vẫn là một loài vật ăn thịt, nên việc chúng ăn thịt hay xác thối hoặc cướp mồi của những con thú khác là điều bình thường. Sau tất cả thì với cá nhân mình, chúng vẫn là một loài vật thông minh và thú vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.